hoặc vì họ diễn nói tạo các hạnh ác thọ đủ thứ khổ báo địa ngục vân vân khiến cho họ sinh tâm nhàm lìa nghiệp ác hoặc vì họ diễn nói cúng dường chư phật trong các căn lành chắc chắn sẽ đắc được quả nhất thiết trí khiến cho họ phát khởi tâm hoan hỷ hoặc vì họ khen ngợi nói hết thảy công đức của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác khiến cho họ thích thân Phật mà cầu nhất thiết trí hoặc vì họ khen ngợi nói oai đức của chư Phật khiến cho họ nguyện thích thân Phật bất hoại hoặc vì họ khen ngợi nói thân Phật tự tại khiến cho họ cầu thân đại oai đức của Như Lai không gì che lấp được lại nữa thiện nam tử trong thành tô đát la này tất cả phương sở tất cả gia tộc giống loài hoặc nam hoặc nữ tất cả mọi người ta đều dùng phương tiện thị hiện giống thân hình của họ tùy theo sở ứng mà vì họ thuyết pháp các chúng sinh đều không thể biết ta là người nào từ đâu đến chỉ khiến cho người nghe như thật tu hành thiện nam tử như lợi ích chúng sinh ở thành này, nơi thành ấp thôn xóm cõi diêm phù đà, chỗ ở của hết thảy mọi người ta cũng đều lợi ích như vậy. Thiện nam tử, 96 chúng trong cõi diêm phù đà, đều khởi dị kiến mà sinh chấp trước, ta đều ở trong phương tiện điều phục, khiến cho họ xả lìa hết thảy các kiến, như cõi diêm phù đà, bốn thiên hạ kia cũng lạ như thế, như bốn thiên hạ, ba ngàn đại thiên thế giới cũng lạ như thế, như ba ngàn đại thiên thế giới, như vậy mười phương vô lượng thế giới, các biển chúng sinh, ta cũng đều tùy tâm ưa thích của các chúng sinh, mà dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ pháp môn, hiện đủ thứ sắc thân, dùng đủ thứ lời nói mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ được lợi ích thiện nam tử ta chỉ biết môn đến tất cả nơi bồ tát hạnh này như các đại bồ tát thân đồng số với tất cả chúng sinh được thân không khác biệt với chúng sinh dùng biến hóa thân vào khắp các cõi tất cả mọi nơi đều hiện thọ sinh khắp hiện ra trước tất cả chúng sinh thanh tịnh quang minh chiếu khắp thế gian dùng nguyện vô ngại trụ tất cả kiếp được các hạnh vô đẳng như lưới đế thích, thường siêng lợi ích tất cả chúng sinh, luôn ở chung với chúng sinh mà chẳng chấp trước, khắp nơi ba đời thảy đều bình đẳng. Dùng trí huệ vô ngã, chiếu sáng khắp cùng, dùng đại bi tạm, quán sát tất cả, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử ở hướng Nam này có một nước tên là Quảng Đại, có trường giả Buôn Hương tên là Yêu Bát La Hoa. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ vị ngoại đạo biến hành đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi.